Quý khách thân mến, Phường Mai Như Huỳnh hôm nay sẽ giới thiệu cho cả nhà mình một lô mai cực kỳ là đẹp luôn. Lô mai này nó vừa mập mạp và đế bí rất là đẹp luôn. Đây, cái hình bí nó như thế này nè cả nhà ơi. Trời ơi, 2, 4, 6, 7 múi nè. Rồi cái kiểu như vậy nữa nè. Đó, 2 nè, 4 nè, 6 múi cả nhà ơi. Bên đây 4, 5 múi ha. Rồi 4 múi nữa cả nhà, từ 4 múi cho đến 6, 7 múi luôn. Và đặc biệt cái lô mai này á, Quỳnh thấy á, là cái đế của nó nè, đó cuồn cuộn luôn nha. À, có một số nó nổi lên cả nhà, còn có một số là nó nằm sâu ở dưới. Nhưng mà cây bí nè, trời ơi cái này cả nhà ơi, nó mập mạp nè, cực kỳ luôn. Chiều cao từ 50 cho tới là 80-90cm luôn cả nhà. Hàng này có dâm ra rồi nên nó rất là mập nha. Bây giờ em Huỳnh sẽ đo cho cả nhà xem về cái kích thước nè. Đây ha, cây ống hút nè, Quỳnh ốm vô nha. Đó, cái cây này nó tương đương từ bằng đến hơn nè. Rồi, có cây thì cũng cỡ như là đầu đũa lớn nè cả nhà. Đó ha, em ướm về cả nhà mình có thể tưởng tượng nha. Rồi, có cây thì giữa cây đũa ăn luôn. Đó, giữa cây đũa ăn luôn cả nhà. Đây, giữa cây đũa ăn luôn ha. Rồi, hàng từ ống hút giữa cây đũa ăn và đầu đũa lớn nha. Có cây là to hơn đầu đũa lớn tí xíu luôn nè cả nhà. Rồi, hàng này em Quỳnh thấy nè, cực kỳ mập mạp về chèo nhánh. Đó, mình trồng tàn thông được luôn. Và cái bí nè rất là xinh luôn ha. Múi bí to cả nhà ơi, múi bí to, quần bí, quần cái quần sơ dừa to cả nhà. Đó, cả nhà thấy nè ha. Rồi mình về á, mình chịu cực á là nổi lên thì mình thấy liền, còn không thì mình moi ra giúp em ha. Mình lận cái bịch xuống á, mình lận cái bịch xuống. Đây cả nhà thấy nè. Cái sơ dừa nó rất là to nè. Đó, và cái múi nè cả nhà ơi. Em ướm cho mình xem thử nha, cái sợi nè, cái sợi bí nè. Cái sợi bí nó tương đương tới khúc này của cây đũa ăn nè. Đó mọi người thấy ha. Rồi có cây á, là nó mập ghê luôn. Cái sợi bí nó mập ghê luôn cả nhà. Đó ha. Đây là những cái cây bí mà em Huỳnh sẽ lựa những cái cây bí như thế này cho quý khách nè. Đó gặt luôn 100% như vậy luôn. Đó như là màn hình cả nhà mình thấy luôn nha. Trời ơi nó đẹp làm sao luôn. Cây nè. Nó siêu mức mạnh luôn cả nhà ơi. Và hàng này á, là em bao cả nhà mình cành nhánh như vậy luôn nè. Nó bao bí cho mình luôn nha. Trời ơi coi nè. Đó, em Huỳnh sẽ lựa từng cây một luôn cho quý khách nha. Rồi giá là 12.000 một cây, 12.000 một cây. Bao phí vận chuyển từ 50 cây và tặng 2 cây, còn 100 cây thì tặng 5 cây nha quý khách. Và nó cực kỳ đẹp luôn. Đó, cành nhánh nè. Ở trong video em quay sao là ở ngoại trang vậy, kích thước em đo rồi nên là quý khách cứ an tâm. Mẫu này em Huỳnh gửi đi là hàng nghìn cây rồi. Hầu như khách rất là ưng. Đó cả nhà thấy cái bí không? Trời ơi cô nè. Chịu hỏng nổi với cái lô bí này luôn. Lô bí này có các kiểu như thế này. Đó ha, mọi người nhìn cho tham khảo kỹ giúp em nha. Đó, nó như thế này nè. Trời ơi, hôm nay nó được cái lô bí này quá đẹp, quá đỉnh luôn cả nhà ơi. Giá 12.000 một cây. Mọi người trồng với cái cây bí như thế này chắc gịch luôn nha. Bao sóng, bao ship và cực kỳ đẹp cho mình. Trồng tàn thông hoặc là mình trồng rồi mình cắt ghép. Loại này là hoa của nó là hoa 5-6 cánh trở lên. Quỳnh không biết chính xác mặt hoa nha cả nhà. Không biết chính xác mặt hoa, chỉ là làm đế như thế này cho mình thôi. Rồi, hàng này là hàng 12.000 một cây nha cả nhà. 12.000 một cây. Bây giờ em Huỳnh ra qua đây một loại nữa. Một loại bên đây thì cây nó cũng mập mạp, cành nhánh nó cũng y vậy luôn. Rồi ha, mập chảng luôn. Nhưng mà trong đó nó lộn xộn. Nó lộn xộn là có biến bên. Biến bên nè cả nhà. Bí một bên ha. Rồi, trời ơi coi nguyên một cái vùng nữa trái bí. Trái bí gợi Huỳnh cắt nấu canh hết khúc rồi. Đó, đây. Rồi cái này là hình này giống như hình con thú nè, hình lò xo nè. Nó đa dạng lắm cả nhà, mập mạp y chang như vậy luôn. Rồi bí 2 4 6 múi ha. Đó nó lộn xộn các kiểu đế như thế này. Đây lò xo nè. Thì cây này á là em bán là 9.000 một cây và em cũng bao ship từ 50 cây luôn. Thì trong đó là nó có những cái mẫu mã như vậy nha cả nhà. Đó, nó có bí, nó có bí nè, rồi bí một bên nè, rồi nó có hình hú nè, nó có lò xo nè. Đó, nó có những cái kiểu như vậy. Rồi đây nữa, mà cái cây là nó cũng siêu mập luôn nha. Cái cây nó cũng cực kỳ là mập mạp luôn. Đây cả nhà nhìn thấy cái cây nè, nó đế như thế này nha. Rồi cái cây như thế này, trời ô nó mập làm sao luôn. Cũng từ 50 cho đến là 90cm luôn ha. 50 đến 80-90cm. Rồi đây cả nhà, cây nó cực kỳ là mập luôn, hàng dâm ra rồi. Đó, mình về mình trồng, mình sưu tầm cái mẫu này cũng là VIP lắm nha cả nhà. Rồi trong đó là có bí một bên, rồi có hình thú, có lò xo ha. Nó rất là nhiều. Và cây nè,
nó mập như thế này luôn nha. Nó mập mạp như thế này, cao từ 50 cho đến là 70-80-90cm luôn. Đó ha, cây nè, cực kỳ đẹp nha. Rồi mẫu này em bán 9.000 một cây, và 50 cây em cũng bao ship. 150 cây tặng 2, 100 cây thì tặng 5 ha cả nhà ha. Và cái lô này thì em báo trước với mọi người á, là nó lộn xộn đế. Đó, đế là đế lò xo, rồi đế củ nở, rồi đế thú nè. Đó, rồi bí một bên, bí ba muối, bí tròn đều. Đó, bí đó, nói chung là lộn xộn nha cả nhà. Lộn xộn thì giá 9.000 ha. Rồi mà cây bí là coi như cây là coi như là cây nào nó cũng rất là mập mạp. Rồi bây giờ em đo cái kích thước cho mình xem nè. Đó, nó cũng cỡ trạng là cả nhà, đầu đũa lớn nè. Đó, đầu đũa lớn ha. Rồi một số là nó sẽ là giữa cây đũa ăn nè. Rồi ha, nó có hàng ống hút nữa. Hàng ống hút nữa cả nhà. Đó, hàng ống hút nữa ha. Và cả nhà mình an tâm là tất cả cây nó đều có chèo nhánh như thế này luôn. Đó, cực kỳ. Cái lô mai này cực kỳ cả nhà ơi. Đây ha. Rồi, và quý khách ơi, số lượng em Huỳnh có là khoảng tầm 2-3.000 cây ha. Cả nhà mình thích đó thì alo trực tiếp số điện thoại của Huỳnh là 0949 234525 nha cả nhà. Mến chào và hẹn gặp lại.